Nào, con giới thiệu về mình trước nào. Giới thiệu trước nào. Chào cô, chào các bạn. Mình tên là Vũ Luân. Mình đang học trường lớp nào con nhỉ? Nha, học trường nước Nhật. À, mình đang học trường lớp nào? Rồi, mình mấy tuổi rồi? Mình đang lớp 3. Rồi, đang học lớp 3. Và sau đây thì mình sẽ... Đây thì mình sẽ làm gì nhỉ? Mình sẽ làm gì con? Giới thiệu về... Giới thiệu về quạt furu. Ok, quạt furu. Rồi, con giới thiệu về các chức năng của cái quạt của con à? Từ từ, con bấm vào các nút số đã. Giới thiệu chức năng của các nút số đã. Đây là nút tắt. Rồi. Nút bật. Số 1 sẽ quay chậm, sẽ quay bình thường, quay to hơn. Đây hiện giờ chỗ mình đang là 10:56. Hơn ở Việt Nam đúng 2 tiếng. Thế mình hẹn là 5:07 con ạ. Mình phải hẹn là 5:07, lớn hơn cái thời gian thật. 5:07. Rồi. Mình tắt nó đi xong mình bấm vào giờ bật. À, mình hẹn chức năng giờ bật. À, đó. Rồi, đúng 10:57 nó quay luôn. Rồi, bây giờ mình kéo xuống là 5:08. Rồi, bấm vào giờ tắt. Rồi, mình đợi xem nó có tắt không nha. Rồi. Tối hôm qua cô xem bài của Luân, cô thấy là một nhân vật khác sáng nay lại thay đổi thành một nhân vật khác hả? Vâng. À. Rồi là cắt rồi đó. À chưa à? À. Ô, đến 58 rồi mà nó chưa tắt. Luân bấm vào xem bên trong có xem phần cốt nào. Bấm vào cái nút giờ tắt cho cô nào. Đó. Rồi giờ tắt. Rồi kéo xuống. Ủa sao lại đặt đó? Sao đặt vận tốc bằng 10 con? Khi mà giờ hiện tại và phút hiện tại bằng phút tắt thì mình phải đặt vận tốc bằng 0 chứ, thì nó mới tắt được chứ. Đúng không? Rồi, mình làm lại nè, mình hẹn lại giờ tắt cho cô nè. 10:59 nè. Rồi, 59 nào, kéo thẳng tưng lên nào. 59, rồi, bấm vào nút giờ tắt nào. Rồi, đó, nó tắt luôn rồi đó. Được chưa? Rồi, ok. Rồi, thế ở bài này Vũ Luân có thêm chức năng sáng tạo gì cho chiếc đồng hồ của mình không? Đấy là chức năng gì nhỉ? Rồi. Cô mời Bảo Ngọc nào. Bảo Ngọc có nhận xét gì về bài của bạn không? Dạ, bài của bạn được nhưng mà cái phần lúc đầu là bạn chưa có hoàn thiện. À, rồi, bạn hơi nhầm một chút. Tắt và bạn lại để vận tốc bằng 10 thì làm sao mà cái quạt nó dừng lại được, đúng không? Rồi, bạn hơi nhầm một chút. Còn gì nữa không? Con có thích phần nào nhất trong cái dự án của bạn, thì con thích phần nào nhất? Con thích cái phần mà cái phần mà của về phần hình ảnh của nhân vật hay là phần chức năng, thì con thích phần nào? Con thích cái phần hai... mà con à hai cái bạn nhảy hip hop này hả? rồi. À, Luân ơi, Luân bấm cho cô vào cái cánh quạt và bấm cho cô vào phần trang phục của cánh quạt cho cô nào. Bấm vào cái cánh quạt. Đó, đúng rồi, vào phần trang phục. Rồi. Rồi, con di chuyển lại cho cô xem cái cánh này nó đã đúng tâm của nó chưa. Cô thấy nó hơi bị lệch. Đó. Chưa đúng, chỉnh lại cho nó cái hình tròn này nó thật chính xác vào cái tâm nào. Đó, cái tâm của sân khấu. Đó, đó. Rồi, được không? Được chưa?
Rồi bây giờ bấm số 3 cô xem nào. Bấm vào lá cờ xanh không? Bấm vào số 3 cô xem quay chính xác chưa nào. Rồi, có thấy không? Nó vẫn hơi bị bay bay đúng không? Nó vẫn hơi bị nhích lên. Luân có thấy không nhỉ? Đó, đấy là do cái cánh quạt nó chưa đúng tâm. Thì mình chỉnh lại cho cô nhá. Và cô rất là khen Luân đã rất là cố gắng hoàn thiện dự án này. Tuy là một số cái phần biến lúc đầu con còn chưa làm được, nhưng về sau thì con đã cố rất là cố gắng và hoàn thiện cái bài hôm nay rất là tốt. Các chức năng đều hoạt động tốt. Hơi bị nhầm lẫn một chút xíu ở cái phần nút giờ tắt, nhưng mà mình đã chỉnh lại được. Và rất là sáng tạo trong hình ảnh của nhân vật. Cô xem bài tập về nhà của con thì cô thấy là mỗi một lần nộp bài cho cô là lại sáng tạo một nhân vật khác. Đầu tiên là có bạn đánh bóng chày cơ đúng không? Trong hôm qua cô xem là một bạn bạn khác, sáng nay được bạn khác. Rồi cái này là rất là hợp lý và đẹp. Cho hai bạn này đứng ở đây nhảy và còn có thêm cái khung cho các bạn ấy đứng nữa. Khá là hợp lý và rất là tốt rồi nhá. Rồi ok. Lần kết thúc phần thuyết trình của mình cho cô nè. À, không phải tắt là kết thúc đâu. Mình cần có cái bước nói cái câu gì để kết thúc cơ. Như nào nhỉ? Mình kết. Cảm ơn các bạn đã. Cảm ơn cô. Cảm ơn các bạn đã xem quà vui của mình. À, rồi phần thuyết trình của mình có còn nữa không nhỉ? Để các bạn xem tiếp. Không. Thế thì phần thuyết trình của mình đến đây là kết thúc. À, đúng rồi, đến đây là kết thúc rồi. Ok, đó rồi mình. Rồi, ok. Rồi, rất là tốt luôn, rất là tiến bộ. Rồi, cô khen con.